Chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại trường học BFD và hôm nay Nam Phong sẽ hẹn An Chi đi xem một bộ phim có thể nói là rất hấp dẫn và chúng ta sẽ đến với cô gái An Chi đang ngồi đợi Nam Phong ở đây nhé. An Chi, bạn đang làm gì đấy? Nói lại tên mình là chúng ta cùng nhau. An Chi đang đợi mình đúng không? Không, tại vì là tập này là mình không, tôi không quan tâm, mới là An Chi đúng không? Nếu mà là Hạ Linh ấy, thì đã chắc chắn mình sẽ vô cùng rồi. Hạ Chi nhỉ? Tất cả các bạn, thì mình là Hạ Linh. Và trong phân đoạn này thì Nam Phong vẫn đang hiểu lầm là đang bị lừa. Vẫn đang bị lừa. Là đây là An Chi chứ không phải là Hạ Linh. Không biết còn bao nhiêu tập nữa thì người đã nhận ra là đây là Hạ Linh thật. An Chi giả. Ngày hôm nay thì chúng tôi đang quay ở rạp chiếu phim và mọi người cũng biết có nhớ cái cảnh mà Hạ Linh đi xem phim cả mua vé mua bắp mua nước để chờ Nam Phong và sau đó thì chuyện gì đã xảy ra không? Và bạn nào đoán ra được phân đoạn này là phân đoạn gì thì sẽ được Chi Pu đây thưởng quà. Chi Pu đây thưởng quà và comment lại số điện thoại để Chi sẽ liên hệ với từng bạn để gửi quà. Vâng, cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi của Chi. Nhớ trả lời câu hỏi nhé. Đấy, đấy.